Tiếp tục hôm nay mình đi thăm lợn nha các bạn. Hôm nay do 6 giờ sáng mình đi sớm quá nên không có cameraman đi theo ha. Mình đi thăm một mình luôn nha. Cái này là cái đầu tiên. Nay cũng 2 ngày là chưa thăm mà hồi tối mưa đầu dữ lắm. Có những chút gãi nữa đây ta. Ồ có cá, có cá, có cá rồi. Rụt rịch rồi. Có cá rồi. Ồ con cá sặc. Có con cá sặc nè. Thôi đặt lại nha. Này mình đặt lại để mình làm mồi nhử ha. Đây là cái cầu đi qua vườn mai thanh cao. Này chắc không có quá thanh cá đầu tiên đấy. Xui rồi. Ủa này lật luôn rồi. Nổi là lật luôn rồi. Kỹ ta. Sao mà cái lật luôn rồi. Giá cho có cá đi tự nhiên lật cái lật ta. Lật mẹ nè. Mình biết đây thăm. Ồ dính luôn. Được lương. Giúp lương. Được một con lương. À, tay cái, cẳng cái à. Tay cái à. Nó vô làm lật cái lợn luôn. Tưởng đâu ai vô thăm lợn. Ê, có mồi nhậu rồi. Rồi, mình tắt bỏ vô ăn các bạn. Cho đi có mình. Khúc này mình tắt camera nha. Cái này có cá nè các bạn. Cái này là một ngày mà mình thăm dính cá chê nhiều nhất rồi. Thấy nó giận 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 trong cái lời đó. Chắc ăn là có không biết nhiều ít thôi. Thấy nó giận trong cái lời, dưới nó bị chốc cái lời xuống nè. Do cá nhiều quá bắt đầu cái nó cái đầu nó đưa cái đít lên trời nè. Cá sặc. Cá sặc cá thắt lát. Cá trê vậy là dính cá trê hết cá trê rồi. Cá trê mình hôm nay mình có nhiều mình đặt hết nhiều rồi. Cái giờ nó vô cá sặc cá thắt lát không. Cá này khô khô thôi. Đây. Cái này là mọi ngày là dính cá thắt lát dữ lắm nè. Cái này nó chả luôn. Trời chết các mẹ rồi. Quá trời cá luôn chết trơn rồi. Xin luôn. Trời ơi trời ơi. Gì đâu mà dữ vậy trời. Trời ơi hết hồn luôn. À vậy là mình biết rồi. Mấy con cá thắt lát này nó xích thích mấy con cá sình. Đó. Quá trời luôn còn 1 kg luôn á trời. Nè. Hết hồn cá luôn. Trời ơi đã thiệt chứ. Hồi nãy giờ đi thăm thất bại. Đây quay cho mình không. Nãy giờ đi xem thăm cá tưởng đâu thất bại. Ai nhà dính cái này vô. Đó, nè, có nhiều bạn mà không biết con cá rô biển á. Cá này cá rô biển nè. Đây con cá này cá rô biển nè. Đó. Đây. Cá bá luôn ha. Cá này khô khô tiêu thầy luôn ha. À vậy là mình biết rồi mấy con cá phát này nó thích mồi ăn cá sình. Bởi mình thấy ủa bỏ mấy con cá sặc vô mới xấu sình hết trơn vậy ta. Ai nhà nó vô nó ăn. Nó ăn ta ăn cá ăn rỉa rỉa nè. À thì ra là vậy. Mình muốn đặt cá thắt lát thì bỏ cá sình vô. Đó rút kinh nghiệm nha các bạn. Qua wow, trời còn cả ký cá thắt lát luôn nè. Cá này chút đổ ra chứ gì bắt gì được. Bắt cá rùa biển trước nè. Nhiều bạn nói không biết cá rùa biển là cá gì. Đây cá rùa biển nè. Cá này không khô tiêu là thầy luôn nha. Cá rùa biển. Quá trời sao bắt ra ta. Nhiều lắm sao bắt ra từ từ bắt sao hết. Bắt về chắc tới trưa luôn đó. Bắt mấy cá được còn cá thắt lát nữa trơn. Cá thắt lát rồi. Để bóp đầu nó ra. À. Mình sẽ xếp cái lợn lên đổ ra.
xếp là đổ ra cái mình lụm vô. Bắt đặt lại mà được chừng 5 cái như vậy thôi là đủ ăn rồi. 5 cái vậy thôi là đủ ăn rồi, cần gì đi mua. Đó, đó. Ủa, quá trời luôn rồi. Quá trời luôn rồi. Đó, mình đổ ra dần đất rồi. Quá trời bự luôn. Quá đã, quá đã. Còn nữa, còn nữa. Đó, đó còn nữa, còn dữ lắm. Vô mảnh. Này, nay dính nhiều quá. Ây da, chảy hả mày? Chảy, lương, chui ra. Ê, vô còn, có, trên ký cá. Trên ký cá. Rồi, mình sẽ đặt lại nha. Cá sình rồi mình bỏ vô lại đặng cho cá có màu thì nó vô nha các bạn. Mình tắt camera nha. Đặt gì vậy? Đặt lợp có không? Để đặt kiếm con cá sạc không à? Đây cái luôn nha các bạn. Dính rồi. Chết rồi. Khi nó bị... Rồi mình dời cái này đi. Cái nào không dính mình dời đó. Ngà nó thăm không dính, phải dính ít phải rồi, người ta để lại 2 ngày mới thăm mấy con cá dính vô cá sặc cá rô, bắt đầu cái cá sặc cá rô nó dụ mấy cá lóc vô. Vừa mai cái khúc này mai của mình nó lớn ha, còn cái khúc đằng kia nó nhỏ nhỏ không à. Đó thì ngon, giờ trồng văn nghệ thôi, để sau này lớn tuổi thì có mai để bán ăn. Đây, qua đây thăm cái này kìa. Này mọi người là dính cá lóc rồi, nghe này nước tràn vô. Cái này là 7 cá phầy luôn nè, 7 cá nước chảy vô đây. Kiếm 7 con cá lóc coi. Cá gì? Ồ, có cá tràng. Ồ, quá đã. Dính cá tràng. Đây, cá này nó ngon nè các bạn. Đó, cá tràng này với cá rùa biển nè. Hệt ý luôn. Đó, quá phê. Con cá tràng này là đủ dốt rồi. Giờ mình sẽ lấy cái lợp khác mình đặt ở ngoài. Đây, nước tràn vô vậy nè. Kiếm chỗ mình đặt vô. Này, nước tràn vô cái có cá tràng. Đặt cá tràng này cho các bạn coi. Thì có chỗ đi. Có chỗ cái không biết con cá tràng. Cá tràng này bự. Con cá tràng này là ấy da. Cá tràng. Cái này là bự rồi ha. Mà thịt nó ăn mềm mà ngọt lắm. Quá đã. Bỏ vô thôi. Thăm ông bự rồi các bạn. Nè, nói chuyện với vào cái nó giật. Ông. Đó nó buông cánh cùng mặt chà bá rồi. Lò cùng mặt ra luôn nè. Để từ từ mình xử nó sao ha. Đây còn cái cuối cùng đây. Thấy quẩn quẩn ngớp ngớp vòng vòng đó mà không biết có cá không đây nữa. À, bông tràng này chỗ đẹp ha. Đó mình trồng nguyên cái hàng nè. Đó, không giấy là vô giá luôn các bạn. Giấy là đẹp lắm á. Đây mình tạo nguyên cái cảnh nữa, về quê già cái sống một cách ở quê yên bình hưởng thụ ha. Đó, sửa cái nhà lại. Bây giờ ráng làm có tiền đi nữa sửa nhà lại. Cá lại nữa. Thôi, dục. Đó. Có một con cá dày. Đây, cá dày đây. Một chú cá dày cũng được. Như hôm nay mình đặt mà mình không có giặt á. Mình không có giặt cái con cá nó nhát vô lắm.
phải giặt mới được. Quá ngon. Đây, cá dày đây. Quá êm ha. Đó, cá này ăn cá dày nha. Thịt nó mềm á mà ăn ngon, ngon hơn cá lóc, ngọt hơn. À, mùa thừa bơm nước cái nó cạn quá không hay. Cạn quá thế nào nó cũng bị sạt đất à. Đám mít của mình nè, bơm cạn quá trời cạn luôn. Thâm cả lò này cả. Cạn luôn lò luôn. Rồi dính đường cá chê. Hàng cá chê, hàng cá rô. Cá chê vàng luôn. Cá rô để mình thả là thế, mình bắt con cá chê cá rô để vẫn là mồi, bắt con cá chê về ăn thịt à. Cá chê quá bự. Nước quá trời nước rồi, cá này chắc không có. Linh binh lai láng luôn. Nước mà bạn, mùa nước xuống rồi. Nước lũ xuống rồi. Có không? Có. Không có con luôn. Không có một con luôn. Đặt lại. Cái này là cái cuối cùng nha các bạn. Đặt ngoài sông lớn nè. Lâu lâu mới đặt một lần, không biết có không. Đặt trời mưa nữa. Cái này có, chắc tôi dính cá chê rồi. Đặt ngoài sông là cá chê nhiều. Có không đây? Trời ơi, quá đã. Ôi, vô, trời ơi, hết hồn luôn. Hết hồn luôn rồi, trời ơi con ếch. Trời ơi, vô, trời ơi con ếch nè trời. À các bạn thấy con ếch không? Hết hồn con ếch luôn. Trời ơi, đặt ngoài sông là lợi hại thiệt. Con cá rô đồng cũng chà bá luôn. Ồ, nó nhảy luôn cái lò được không? Đó, không. Nó nhảy luôn cái lò được không? Vô bánh. Rút kinh nghiệm là mình đặt ngoài sông ha. Lúc này nè, mưa nè. Mưa gió đâu là bắt đầu con cá ra ngoài sông nó đi rồi. Cá rô chà bá luôn. Ồ, con ếch. Ồ, quá đã. Nè các bạn. Thấy không? Lớn hơn bàn tay của mình nữa. Còn con ếch này là ếch đồng luôn nữa. Quá phê. Ê, chú ếch quá đã. Không. Vô một cái lờ là dính chú ếch nè. Vô mùa mưa là bắt toàn là đặc sản không à. Bạn nào mà muốn nhậu với Thanh Cao thì mùa mưa này về giao lưu ngang. Đó, dính con ếch bự chà bá vô rồi. Không lồ. Khủng. Đây, còn một con cá rô nữa, cá rô bự. Nè, cá rô đồng mà bằng bàn tay vậy đó. Hết hồn không? Vô xa vô rồi, anh em ơi. Đó, mưa xuống vậy là đặt lờ cá chạy dữ lắm nha. Về thôi, hơn 1 kg cá và một con ếch nửa ký lô. Quá đã. Cảm ơn các bạn theo dõi video Thanh Cao đi đặt lờ nha. Đây là vùng quê hương của Thạnh Hóa Long An, quê hương của mình đây. Đây, cái này là mọi ngày là dính cá thác lát dữ lắm. Cái luồng nước chảy luôn. Trời chết hết mẹ rồi. Quá trời cá luôn, chết tên rồi. Xin luôn. Trời ơi. Gì đâu mà dữ vậy trời. Trời ơi, hết hồn luôn. À, vậy là mình biết rồi. Mấy con cá thác lát thì cái này là chanh với muối không các bạn. Để mình tẩy nhớ cá thêm. Hết rồi. Mấy cá có nhớ cá tràng nè. Mình bóp đi. Bóp cho nó sạch, nó mới ra cái mùi tanh của cá. Cá nó không có còn tanh nữa, nó ra nhớt rồi hết rồi, mình ăn nó rất là ngon. Với mình kho cá nó cái nước nó trong, nó không có bị đục hết. Bớt chút sạch rồi, sẵn này mình đổ cá vô nó luôn. Thì hôm nay mình đi đặt lờ được dính cũng nhiều á, mình làm chế biến cái món ăn ếch nè, là mình xào xá ếch á, ếch quá bự xào xá ếch. Còn cá này á là mình kho khô, còn cá này nấu canh ớt á, hai cá này nấu canh ớt là làm ba món. Thì cá mình rửa qua cái muối với chanh nó sạch bóng ha. Rồi mình rửa lại lần nữa mình mới đem chế biến nha. Thì cá mình mần sạch sẽ là bắt đầu mình ớt ha các bạn. Thì gia vị thì theo mỗi người ha. Nhà hổm có bạn là góp ý kiến mình nói là kho cá sạch thì nó hơi bị trắng quá, ớt cho nó đen. Thì nay mình thêm miếng nước màu nữa để cho nó đen ha. Này là ngon nhất là cá tràng ha, cá rô bự nữa nè. Mình ớt cỡ 15 phút đi cho nó thấm, cái đó mình bắt đầu mình kho ha. Còn canh bên đây là mình nấu canh mớp nha các bạn. Thì canh nó cũng nước cũng đã sôi rồi, bỏ cá chê vàng bỏ vô nè, cá lóc nè bỏ vô,
Nãy giờ cũng 10 phút rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đặt lửa lên, mình kho cái nồi cá này. Thì giờ cũng đi sáng giờ đi đặt lờ thăm lờ mà cá cũng đói bụng ha. Để làm để có bữa cơm sáng đây ăn. Bên đây là cái nồi canh, nấu canh mướp thì cũng sôi rồi, nhưng mà mình sôi mình phải nhớ vớt bọt ra nha. Sôi nhớ vớt bọt. Vớt bọt ra cá nó cũng chín rồi đó. Cá này cá cá đồng. Nó ngon lắm. Đổ mướp vô. Nãy giờ cũng 10 phút rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đặt lửa lên, mình kho cái nồi cá này. Thì giờ cũng đi sáng giờ đi đặt lờ thăm lờ mà cá cũng đói bụng ha. Để làm để có bữa cơm sáng đây ăn. Còn bên đây là cái nồi canh, nấu canh mướp thì cũng sôi rồi, nhưng mà mình sôi mình phải nhớ vớt bọt ra nha. Sôi nhớ vớt bọt. Vớt bọt ra cá nó cũng muốn chín rồi nè. Cá này cá cá đồng. Nó ngon lắm. Mình sẽ đổ mớp vô. Mớp quá trời mớp luôn rồi. Sống của những người nông dân rất là khỏe và thoải mái hơn các bạn đó. Như mình cũng là nông dân thôi, kinh doanh nhưng mà bản chất vẫn là người nông dân. Mình chưa mình lớn lên từ vùng nông thôn ra mà biết cách sống sinh tồn. Thì chịu cực một chút à, đi thăm lờ một chút, đặt lờ một chút mùa nước này thì có đủ cá để ăn, đủ cá, đủ thành phần cá hết để ăn, để được trang trải trong cuộc sống ha, cải thiện bữa ăn ha. Mà cá mình á, mình làm vậy nè, mình ăn rất là ngon, tại còn là đồ đồng một phần. Đây là thịt ếch nha các bạn. Ếch nãy là mình bắt con ếch này nó bự lắm. Mình sẽ ớp gia vị trước. Đây là mình xào cả ớt. Mình ớp trước khi xong chút mình chiên. Thì theo mình làm hôm nay ăn thì mình bỏ xả sau thì nó thơm nha. Bỏ xả trước thì để nó còn thơm. Còn món này là ếch xào xả ớt nha các bạn. Đây mình xào ếch trước nè. Thì mình chút mình mới bỏ xả vô, nó mới thơm. Còn mà mình bỏ xả vô mình chiên trước như hôm nay mình ăn á thì nó không có thơm. Tại vì mình cũng đã trải nghiệm ăn của mấy bạn già của mình. Mấy bạn già của mình nói là bỏ xả sau á nó mới thơm. Mình rút kinh nghiệm ha, để mình làm thử chiến này ha. Thì theo kinh nghiệm của mình á, muốn kho cá mà nó ngon thơm á là trước tiên là mình phải mặn cá cho sạch và khử mùi tanh nữa ha, thì cá nó ăn rất là ngon, kho lên nó khô và ăn rất là ngon các bạn. Rồi thịt ếch thì nó đã cũng đã săn lại rồi ha, nước cũng tới rồi, thịt nói chung là thịt đã chín rồi đó. Giờ mình mới bỏ xả vô nha, đó bỏ xả vô, đó, xả mình để sao là nó thơm lắm. Thì tùy theo cách của mỗi người làm nó khác nhau ha. Các bạn nào mà thấy mình làm hay hơn ngon hơn thì bình luận dưới để cho chị Thanh Cao làm mình có bữa ăn nó ngon hơn. Đó, rất là ngon. Còn mình bỏ xả trước vô là nó không có bị thơm, tại do xả gốc xả nó chín rồi, xả còn sống nó mới ngon, xả ta còn sống rồi quá thơm.